Thì anh xin chào tất cả anh em nha. Anh chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tin Sắt Tới Thắng đó bà con. Em chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thịnh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Em thường thường một số bà con hay mỗi lần lên anh đọc cái địa chỉ của mình mà sao em bị sơ xích chỗ này hoài, mong anh em bỏ qua ha. Em cứ lên em quất luôn à. Còn ngày bữa nay thì ngày mấy thì thật sự với anh em là em không nhớ. Hôm nay ngày mai ngày mấy con nhớ không tiền? Giờ 29 à, bấm điện thoại đây. Con số anh em kêu em đọc cái ngày đăng anh em biết được, ví dụ như chốt cái máy trong ngày đó là em nhớ. Nhưng mà thật sự với anh em nhiều khi nói anh em có thể là một số anh em không tin, em không biết ngày tháng. Tháng thì nhớ nhưng mà ngày thì không để ý tới. 29 tháng 4 hả? Hôm nay là ngày 29 tháng 4 anh em. Lâu lắm em mới biết được ngày này. Nghe mấy đứa nó đồn đi chơi nôn nao quá trơn, mấy đứa nó bàn tán nôn nao quá trơn, mình mới để ý thôi chứ bình thường là bất chấp thời gian. Không nhớ ngày tháng gì chứ. Rồi em lên tiếp cho em lên con đầu tiên cho anh em bà con mình tham khảo lại con Mitsu 11. Ngoại hình thì em nói anh em là sơn, người ta sơn cũ cái kiểu mà nó xấu banh nóc luôn á. Cái người nào mà sơn cái này em cũng bó tay với ông này luôn. Sơn nhưng mà xấu dữ vậy trời. Em phải khen chứ em mà em sơn là tuy nó không có đẹp thiệt nhưng mà cái người này quá dở luôn. Nước xanh trong máy em thấy nó còn nè. Cái này là cái Mitsu 11, cái này dòng này nó rất là mạnh nha. Đặc biệt là mạnh dữ dằn lắm cái đời này nè. Rồi bully nó thì em thấy nó ba gảnh mà có chỗ này hơi mẻ một tí xíu nè, nó có chỗ mẻ này. Lúc trước không biết người ta kéo cái gì nhưng mà bị những cái dòng máy công suất lớn này thì chạy thường thường đa số thì dùng để tải thôi chứ mà không có tải thì ít ai xài máy này. Bị này nó nặng lắm anh em ơi, nó mạnh nhưng mà nó nặng. Còn số CV của máy này là 1 2 1 8 7. Hồi nãy chú khác 12187 là số CV của cái Mitsu 11 này anh em. Cái dòng này thì cái bô lửa nó cực kỳ dày luôn, nó làm mình giống như là nó không phải bằng sắt mà là sắt pha nhôm ấy. Thì trước giờ mới thấy cái bô này mà nó hư lắm. Đó, em mới thấy nó mấy thì người ta sơn phủ giống như là hoàn toàn đây xịt tùm lum tà le, chứ còn chân nền của nó về mà còn nguyên á. Sao nói chung là sao em để giữ nguyên vậy đúng á, chứ bữa nay là không có thợ. Đặc biệt là mấy này là tiền với thằng tài nè, khiên ra đổ dầu vô quay chạy cái nào thì tụi em lên sống cùng anh em cái đó chứ không có dân, không có ăn thừa, không có ăn phụng mà cũng không có nhi luôn. Ba ăn bự lặn hết trơn anh em ơi, không bên nên không có làm được, là chỉ lựa ra những cái con máy mà đổ dầu vô nó chạy rồi tụi em lên sống cùng anh em thôi. Cái này là bởi vì em bảo đảm khẳng định 100% với anh em là mà chưa có đụng chạm gì trong đây hết. Khỏi kệ nó luôn đi con ơi. Còn cái bue này nó gì nè, ta cũng sơn phủ. Cái mỏ này thì nó hơi móp móp tí xíu nhưng mà cái này thì không sao, cái này tụi em sửa được, lấy kìm sửa được. Còn nước sơn nguyên bản của nó em nghĩ chắc màu đỏ nè. Cây xịt đại vô giờ nó chóc cái sơn lô ra, nó còn nước sơn ghim. Máy thì nó bự quá à, bởi em đưa cái điện thoại thấy nó không có giáp gì chứ. Lâu quá. Cái này cái tay lăn da nó gì nè. Này chắc người ta cũng chế nè. Nhưng mà nó nguyên bản, nói chung là nó về làm sao tụi em để gì đó. Không có hoàn toàn, không có đụng chạm, không có can thiệp gì. Để nào quay dậy lên sóng của anh em thôi. Cái này anh em có cái vườn cà phê không thôi là trồng những cây lâu năm nào mà cần kéo những cái bơm mà dân thể 4, dân thể 5 vậy ha. Anh em kéo mấy này nó thích hợp. Thì cái này dòng tua nó chậm nè. Dòng tua nó 2002 với nó công suất lớn, nó chạy nó mạnh lắm anh em ơi. Nó mạnh. Rồi giờ bắt nhân tài test hàng cho bà con cô bác mình nha. Thợ nhí cho em nè. Mấy anh thợ nhí nhà em là quá ok luôn. Còn ba anh bự hay sao anh thừa anh phụng anh đi vậy thôi, nghỉ suốt.
Cái này là đặc biệt, không có can thiệp bất cứ thứ gì luôn nên chỉ về là còn dầu chạy, bị bữa nay không có thợ, chỉ có tiền nhân tài hai đứa cháu luôn. Nãy giờ lôi ra như 7 cái không đẹp, được 7 cái chạy được không đó, vậy đó. Anh thấy ngoại hình tự nhiên nó hơi xấu à, nhưng mà mình nghe tiếng máy nó còn chắc quá chứ nó chưa thấu. Con này thì em nghĩ chắc bởi người ta thay rồi. Số bà con mà để giác bắt đầu mới chạc rồi á, cái này nó mạnh dữ lắm nên cái đầu đua nó chậm, cái thứ hai nó là nó lớn, đặc biệt là em giác lên cái dàn mới chạc mà đi rất lúng rồi. Cái này chạy giỏi lắm, nó có búa giục với cái máy nó rất là đồng, để mạnh nó vô tải nó lì dữ lắm, lì. Còn những cái dòng mà nó tết thì chạy nó đua mấy dòng này nó đua. Anh em mới sai, đa số là anh em chỉ thông qua cái hình ảnh với cái lời em nói, anh em mua nên em sẽ cố gắng quay thật kỹ cho anh em lên nhìn kỹ một lần nữa. Trước tiên là em xin nói lại, thứ nhất là cái này là có Mitsu 11 về nguyên bản, sao là tụi em để nguyên y chang vậy luôn á, hoàn toàn không có can thiệp bất cứ thứ gì, là điểm thứ nhất. Chứ cái thứ hai là những con máy này là thợ em chỉ còn nè, tài nè, tiền đó, anh em nhìn thấy hai thằng đang le vậy đó, hai bự không có người nào làm đó. Còn thằng Chí thì nó làm ở trước không anh em ơi, làm trước đi khách ở trước còn nhiều, nên là những cái máy này là đặc biệt với anh em, là hoàn toàn không có đụng chạm chìa khóa. Còn cái thứ hai thì ngoại hình cái máy này em nhìn thấy nè, người ta sơn phủ, ta sơn chồng lên cái lớp sơn cũ á, nhưng mà cái lợi thế của cái máy này em thấy là cái tiếng nó còn chấp, với thứ hai nó làm chưa thấy khói. Theo góc độ của em nhìn là em thấy cái máy nó chạy nó còn ngon. Còn số series của nó là 121. 12187 anh em. 12187. Máy này thì em bao ghi anh em là nguyên si còn tập. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn ha, để không có làm mất cái thời gian của bà con mình. Cái này em bán cho anh em là 9,5 triệu em bao ship. Anh em bà con cô bác có chốt được cái máy này thì alo trực tiếp giùm em nha. Cái số điện thoại em để trên màn hình. Cái này là anh em nếu mà cần quay thêm chi tiết nào nha, nếu anh em nào cảm thấy chưa có rõ điểm nào á, thì cứ vào cái số điện thoại trên màn hình, em có xài Zalo, Facebook gì em xài có một số điện thoại một nghe nè. Anh em cứ việc vô giống và nhắn tin cho em nha, những cái điểm nào mà anh em chưa có được rõ không á, thì cứ việc alo giùm em. Rồi em xin nhắc lại lần nữa ha, cái Mitsu 11 này em bán cho anh em là 9,5 triệu bao ship nè. Em bao ship từ Nam ra Bắc. Cái con số anh em nói là ở xa có gửi được không ha, thì anh em bà con an tâm. Mà nhưng có thể là
ngày mai lễ là bên dịch theo không nhận nên không có thể là chậm ngày, anh em lưu ý điều đó giùm em ha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em, chào tạm biệt anh em, cảm ơn con trai nhiều nha.